Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào trưa ngày Chủ nhật 24 tháng 2 2019, tại Garden Grove Park thuộc thành phố Garden Grove miền Nam California, các liên đoàn hướng đạo Việt Nam thuộc miền Tây Nam Hoa Kỳ đã có buổi lễ chào cờ đầu năm Kỷ Hợi với sự tham dự của 14 liên đoàn hướng đạo Việt Nam thân hữu và gia đình. Chúng tôi xin giới thiệu trưởng Lưu Văn Tấn, trưởng ban tổ chức. Ông cho biết về buổi lễ chào cờ đầu năm. Tôi tên là Lưu Văn Tấn, trưởng ban tổ chức của buổi chào cờ đầu năm của năm 2019 hôm nay. Dưới sự bảo trợ của Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ và sự hỗ trợ đặc biệt của Hội đồng Trung ương Hướng Đạo Việt Nam và liên đoàn chúng tôi là liên đoàn Lam Sơn đại diện cho miền Tây Nam Hoa Kỳ đứng ra tổ chức, và hôm nay chúng tôi có được 14 liên đoàn cùng nhau hợp lực và chúng tôi tổ chức buổi lễ chào cờ đầu năm. 14 liên đoàn có mặt hôm nay thì khoảng bao nhiêu các trại sinh? Tính ra thì theo sĩ số thì số của các liên đoàn đưa lại cho ban tổ chức thì có khoảng 1.200 trại sinh. Bây giờ ông là một huynh trưởng gia đình hướng đạo thì mỗi năm mà có buổi lễ chào cờ mà chúng ta cũng biết đây là chào cờ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là chào cờ Hoa Kỳ, vậy mỗi năm mà chào cờ dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thì cái cảm nghĩ của ông như thế nào? Cứ mỗi năm như vậy chúng tôi rất là xúc động. Chào cờ Việt Nam của miền Nam của chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa, thì luôn luôn cái đó là một cái sự mà rất là vinh dự và của các anh em hướng đạo chúng tôi vẫn còn nhớ lại về cội nguồn của chúng ta. Thưa ông, trong ngày hôm nay thì ngoài việc chào cờ thì các trại sinh còn có những cái sinh hoạt nào khác? Chúng tôi thấy như là còn có việc mà chúng ta có làm nghi thức lễ cổ truyền trước cái bàn thờ Tổ quốc. Dạ vâng, thì cái đó là cái theo như tục lệ hàng năm của và các liên đoàn chúng tôi vẫn giữ lại những cái tập tục và tục lệ của đầu năm. Thì chúng ta cũng dựng cây nêu, rồi tế tổ tiên là với lại các em, và hôm nay sinh hoạt của các em là các em đi từng liên đoàn để coi những cái liên đoàn đứng ra tổ chức giống như là những món ăn của Việt Nam, thử có các em có nhận được những món ăn đó như thế nào và những tập tục của huyện đảo Việt Nam của Việt Nam ngày Tết, thì cũng có những bánh chưng, bánh tét, rồi các loại trái cây của Việt Nam mang tính chất là mang tính cách là cổ truyền của ngày Tết Việt Nam đó. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Trong đó là có bánh chưng, bánh tét, rồi bánh giò, đủ hết tất cả những cái món mà thức ăn của Việt Nam. Sau buổi lễ chào cờ là phần ngỏ lời chào mừng của trưởng Lưu Văn Tấn, trưởng ban tổ chức, là đến phần phát biểu của trưởng Thái Minh Nguyễn, ủy viên đại diện miền Tây Nam Hoa Kỳ, Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Đây là năm thứ 26 các liên đoàn hướng đạo miền Tây Nam Hoa Kỳ cùng nhau tổ chức ngày chào cờ đầu năm Tết Nguyên Đán. Cũng là dịp tưởng nhớ đến ngày sinh nhật của vị sáng lập phong trào hướng đạo Lord Baden-Powell và vợ của ông là bà Ola Baden-Powell. Vào giờ phút này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Girl Scout Orange County đã bảo trợ cho sự kiện hôm nay. Xin một tiếng A thật lớn cho bà Vicky Sheff và Girl Scout Orange County. Và Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam đã hỗ trợ tinh thần cho chúng ta, cũng như nghị viên Thu Hà và các nhân viên thành phố Garden Grove, quý trưởng niên và các em hướng đạo sinh và phụ huynh từ 14 liên đoàn. Trước thềm năm mới, xin kính chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, thịnh vượng và nhiều thành công. Tiếp theo là phát biểu của trưởng Trần Quang Thanh Trang, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam đến từ Canada. Đây là lần đầu tiên trưởng tham dự buổi chào cờ đầu năm và trưởng ca ngợi việc Hướng đạo Việt Nam Tây Nam Hoa Kỳ luôn biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp này suốt bao nhiêu năm qua, cũng như phần phát biểu của các vị dân cử và đại diện dân cử là đến phần tế lễ cổ truyền do trưởng Trần Văn Lương của Liên đoàn Văn Lang cùng các liên đoàn phụ trách, và sau các phần dâng hương trà rượu là phần đọc văn tế. Đầu năm mới, xin các đấng tiền nhân lắng nghe lời con dân nước Việt. Hỡi ơi, pháo tép nổ dập dồn, lòng xuân buồn thê thiết. Chốn tha hương, thân lết thết rã rời, đường cố quật,
mắt trông vời mỏi mệt, nhớ quê xưa mấy ngàn năm, vốn lãnh thổ văn lang, bao thế kỷ vẫn gian sang lạc Việt. Cây hộp nhóm xanh tươi, cát xây đồi trùng điệp, đất suối tiên nhộn nhịp, rừng bảo lộc rộn ràng, sương Đà Lạt mơ màng, trời chạng vàng xanh biếc. Đã có địa linh ác sinh nhân kiệt, bàn tay cố gắng đường hướng đạo thêm thang, ngàn khối óc sẵn sàng bước lên đạch lẫm liệt. Nhưng than ôi, năm 54 đất nước chia đôi, giang sơn phân liệt, Nam Quan qua bến hải khốn khổ thương đau, Thạch Hãn đến Cà Mau an vui náo nhiệt. Thế rồi năm 75 tháng tư đen gây khổ nhục buồn thương, làn sóng đỏ tạo tai ương tội nghiệt. Giang Sơn tuy của dân Nam, chủ nhân lại là lũ trẻ, kẻ ra đi mừng xuân trên đất lạ, nào hết xót xa, người ở lại đón Tết giữa quê nhà vẫn hoài thê thiết. Cúi xin trời dẹp âm mưu đứa tàu địch ham danh, chôn kế sách bày Việt gian xảo quyệt, độ trị cho hướng đạo mãi trường tồn, thương xót giúp phong trào luôn bất diệt. Chúng con đầy khẩn nguyện, hồn tiên tổ có hay, xin về đây chứng giám, California Tết Kỷ Hợi 2019. Sau buổi lễ chào cờ đầu năm với các nghi thức là phần họp báo, với sự hiện diện của trưởng Thanh Trang, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam và các trưởng thuộc các liên đoàn Hướng đạo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ, và đại hợp chương trình là trưởng Hồng Tiên đã mời trưởng Thái Minh Nguyễn, Ủy viên đại diện Hướng đạo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết lý do buổi họp báo. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi rất là buồn, chúng tôi rất là đau khổ vì chúng tôi nhận được cái sự ngăn cấm của BSA, không cho các thành viên của BSA có thể đeo băng Hướng đạo Việt Nam với lá cờ Việt Nam trên bên ngực trái của chúng tôi, là nơi trái tim của chúng tôi, nơi mà chúng tôi đặt lá cờ Việt Nam. Do đó, đó là một trong những lý do mà chúng tôi có cái buổi họp báo ngày hôm nay. Điểm thứ hai là BSA ngăn cấm không cho các đơn vị Việt Nam của chúng tôi được sinh hoạt khi có đeo những cái băng Hướng đạo Việt Nam. Và những sinh hoạt đó là những sinh hoạt gì? Những sinh hoạt của chúng tôi chỉ là những sinh hoạt nhằm gìn giữ truyền thống văn hóa của Việt Nam, của chúng ta ở đây, để cho các em trẻ có thể có được hiểu biết về nguồn gốc dân tộc của mình, hiểu biết về những di sản văn hóa của người Việt Nam. Và những sinh hoạt đó là những sinh hoạt như chúng ta thấy ngày hôm nay, là ngày chào cờ đầu năm, hoặc là trại liên kết, nơi mà các em có thể gặp gỡ các bạn từ các liên đoàn bạn để học hỏi thêm những điều hay, điều tốt của các liên đoàn bạn. Và điều đau buồn hơn nữa là muốn chúng tôi giải thể Hướng đạo Việt Nam. Nếu mà giải thể Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại thì xin quỹ truyền thông, báo chí, xin các trưởng nghĩ như thế nào? Tại sao phải giải thể Hướng đạo Việt Nam? Thì xin mọi người chúng ta cùng tìm hiểu.
vấn đề ngày hôm nay. Đó là ba điều chính mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý truyền thông báo chí và các hiện diện của các dân cử ngày hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi lễ chào cờ đầu năm và buổi họp báo của các liên đoàn hướng đạo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ. Và sau phần trưởng Thanh Minh Nguyễn cho biết lý do buổi họp báo, trưởng Hồng Tin đã mời trưởng Thanh Trang, Chủ tịch Hội đồng Trung ương đạo Việt Nam cho biết ý kiến. Thì ba điểm mà trưởng Thơ My đã nhắc đó là điểm vấn đề ngăn cấm các thành viên ghi danh với BSC mang băng có chữ hướng đạo Việt Nam và có cờ vàng ba sọc đỏ trên cái băng đó. Cái thứ hai là ngăn cấm các đơn vị ghi danh với BSC tham gia các sinh hoạt truyền thống của Hội đồng Trung ương Hội đạo Việt Nam. Cái thứ ba là yêu cầu Hội đồng Trung ương Hội đạo Việt Nam tự giải thể. Thì bây giờ sự trình bày của trưởng Tammy đã giúp cho chúng ta là các anh chị em trong phong trào hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại và cộng đồng người Việt tị nạn biết được những hiện tình của phong trào hướng đạo Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ. Thì kính thưa trưởng Trần Quang Thanh Trang, với vai trò là chủ tịch của Hội đồng Trung ương hướng đạo Việt Nam nhưng mà chỉ mặc một bộ đồng phục màu đỏ của Hội hướng đạo Canada rất là kể như nổi bật, và trên túi áo của chị có mang băng hướng đạo Việt Nam, thì em xin hỏi là khi mà chị mang cái băng hướng đạo Việt Nam có là cơ vàng ba sọc đỏ như vậy, chị có gặp vấn đề gì đối với Hội hướng đạo Canada khi đeo băng này hay không? Xin mời chị. Chúng tôi như là những người hướng đạo sinh của Canada đều có thể đeo ở bất cứ nơi nào trên cái áo. We can wear the this insignia anywhere that we want. Tại vì là họ tôn trọng cái truyền thống văn hóa Việt Nam của chúng ta, và họ cũng hiểu rằng ở đây là cái đại diện cho cái biểu tượng của cái linh hồn của cái người Việt tị nạn ở đây, cho nên họ rất là tôn trọng cái điều này. Họ ở đây họ khuyến khích chúng ta là cứ giữ cái truyền thống văn hóa như vậy, và họ khuyến khích là mình cứ làm những cái gì mà mình cảm thấy rằng là nâng cao cái tinh thần hướng đạo và tinh thần hướng đạo Việt Nam, họ rất là ủng hộ. Ngoài ra mình cũng xin nhấn mạnh cái điểm này, hướng đạo ở bên Úc, Scouts of Sweden, họ cũng có ra một văn thư, họ nói rằng là họ cũng không có vấn đề trên là mang cái băng này. Hướng đạo Pháp, hướng đạo ở Đức cũng không có vấn đề. Xin cảm ơn trưởng Trang. Và thưa trưởng Tammy, chị đang mặc bộ đồng phục của Hội hướng đạo nữ Hoa Kỳ, tức là GSUSA, và trên túi áo của chị cũng mang băng hướng đạo Việt Nam với lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì xin chị cho em biết cũng như mọi người cùng biết, chị có gặp vấn đề gì về Hội nữ hướng đạo Hoa Kỳ khi đeo băng hướng đạo này không ạ? Băng hướng đạo Việt Nam có lá cờ vàng ba sọc đỏ, xin mời chị. Đối với lại Hội nữ hướng đạo ở Orange County và ngay cả của USA công nhận băng hướng đạo Việt Nam là di sản văn hóa của hướng đạo Việt Nam ở tại hải ngoại. Do đó, ngay chính trên website của Hội hướng đạo Mỹ USA, Girl Scout USA cũng công nhận là có thể tất cả các em nữ và những trưởng nữ có thể đeo cái băng hướng đạo ở phía trước ngay trên ngực trái được. Thì nãy giờ chúng ta mới nói tới cái điều số 1 là vấn đề cái băng hướng đạo Việt Nam có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì cái vấn đề thứ hai là việc BSC ngăn cấm các đơn vị hướng đạo Việt Nam tham gia các sinh hoạt truyền thống của Hội đồng Trương hướng đạo Việt Nam. Thì xin hỏi, em xin hỏi với là trưởng Nguyễn Tuấn Tú, anh đã từng là một hướng đạo sinh từ những năm 1980. Anh là một trong những hướng đạo đại bàng Eagle Scout đầu tiên của Liên đoàn Chi Lăng. Bây giờ anh là liên đoàn trưởng của Liên đoàn hướng đạo Chi Lăng Foundation và có 4 người con đang sinh hoạt trong đoàn. Vậy thì đối với anh, cái việc BSC ngăn cấm các đơn vị hướng đạo Việt Nam tham gia các sinh hoạt truyền thống của Hội đồng Trung ương hướng đạo Việt Nam nó có ảnh hưởng như thế nào đối với anh, với đơn vị và đối với các đoàn sinh cũng như đối với chính con của anh? Xin mời anh. Ra là hướng đạo Mỹ thì ở bên đây nó có hai cái là hướng đạo Nam BSC và hướng đạo nữ là GSUSA. Thì nếu mà mình theo một cái hướng đạo Mỹ thì con em á, một đứa sẽ đi Boy Scout một nơi, trong cái đó chỉ có khoảng 5-7 người thôi. Một đứa con gái, em có hai đứa sinh đôi gái, hai đứa đó sẽ đi Girl Scout meeting chắc là thứ tối thứ ba, một tiếng đồng hồ. Thì con trai lớn á, thì nó đi một cái hướng đạo khác Mỹ nữa. Thì trong
nếu mà mình theo cái đó đi thì con em sẽ đi ba nơi ba chỗ mà không có một cái sự đoàn kết của cái gia đình nào hết, chỉ có hướng đạo Việt Nam. Mà từ lúc mình lập ra từ năm 1979 tới bây giờ thì đó, mình có một cái rất là đặc biệt là mình có con trai con gái, một gia đình đoàn tụ đi hướng đạo với nhau được. Không phải là một cái hướng đạo mà mình theo được cái Boy Scout không thôi hay là Girl Scout thôi, mình còn có một cái truyền thống về mấy đứa con cái ở đây có thể học hỏi được về cái dân tộc của mình và cái heritage và cái tiếng nói và cái hiểu biết thêm về nước Việt Nam của mình. Ý kiến của trưởng Nguyễn Tiến Minh: chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một cái lý do nào đó để cho tôi được thỏa mãn suốt mấy chục năm nay, và các trưởng đàn em của chúng tôi biết được chúng tôi hội đồng trung ương có làm gì sai, có làm cái gì. Chúng tôi đeo cái băng này, chúng tôi sinh hoạt với các đoàn thể anh em chị em hướng đạo Việt Nam tị nạn với nhau dưới một cái sự tổ chức đàng hoàng. Đồng ý hướng đạo nó là một cái movement, cũng là một cái phong trào, nhưng đây là một chúng ta một cái phong trào có tổ chức đàng hoàng, có trên có dưới, thì tại sao chúng ta lại cấm không cho chúng ta mà bắt chúng ta phải giải thể? Xin cảm ơn anh. Và ý kiến của trưởng Nguyễn Văn Phú: tôi là người thành lập viên cho liên đoàn đầu tiên ở nước Mỹ, là liên đoàn Chi Lăng, sinh hoạt liên tục trong 40 năm. Thì đối với tôi và cũng giống như quý đồng hương, lá cờ Việt Nam là một biểu tượng nguồn gốc của người tị nạn. Không biết bao nhiêu người đã phải hy sinh, người thì chết trên biển cả, người thì ở lao tù, để chúng ta mới có được ngày hôm nay. Khi mà người Mỹ VOC cấm chúng ta, đây là một xứ tự do, chúng ta đã đi đến từ một xứ tự do, bây giờ họ cấm chúng ta không được mang cái cờ Việt Nam để tưởng nhớ cha ông của chúng ta, không cho chúng ta chào cờ. Rồi mai này có thể họ nói các em không được đọc được tiếng Việt, thì như vậy là như thế nào? Cái đó là một cái sự vô lý vô cùng. Trong khi đó chúng ta không có làm gì sai trái. Hội hướng đạo Hoa Kỳ có cái một policy rõ ràng cho chúng ta được sinh hoạt mang cờ với giá trị heritage, nhưng mà họ đã không theo đúng. Tôi không hiểu lý do gì mà lại có những cái quyết định như vậy, một cách gọi là thiếu tự do trên một cái đất vĩ đại của nước Mỹ. Sau đó là đóng góp ý kiến của ký giả Bình Sa, Nhật Báo Việt Báo. Trước cái tình trạng như thế này thì Hội đồng Trung ương Đại Việt Nam không thể nói là nhờ người này hay người khác. Đầu tiên trước tiên là Hội đồng Trung ương Đại Việt Nam phải có những cái văn bản chính thức gửi cho BTL. Và cái thứ hai phải có một cái văn bản gửi cho cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi, để cộng đồng Việt Nam mới biết được cái chuyện đó, cộng đồng yểm trợ cho quý vị. Cái thứ ba nữa là Hội đồng Trung ương phải liên lạc với tất cả quý vị dân cử để mình nhờ người ta can thiệp. Bởi vì mình sống ở đất nước tự do, chúng ta tại sao chúng ta phải bị bắt buộc mình phải giải tán cái sinh hoạt của mình. Chính vì vậy mà tôi đề nghị với Hội đồng Trung ương Đạo Việt Nam là phải có những cái việc làm cụ thể bằng văn bản gửi đi khắp nơi để cho cộng đồng Việt Nam biết là hiện nay cái Hội đồng Trung ương Đạo, cái Hội hướng đạo Mỹ nó biểu mình là phải gỡ cái cờ vàng ba sắc đỏ, nó biểu mình phải giải thể cái hướng đạo Việt Nam. Phải có văn bản giải thích để cho cộng đồng biết, cộng đồng sẵn sàng yểm trợ cho cái tranh đấu của mình. Còn chuyện mình họp hay là nội bộ của hướng đạo mình nói ở ngoài người ta không biết. Một điều nữa tôi muốn hỏi Hội đồng Trung ương Đạo Việt Nam là trước cái tình hình như thế này thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị buổi lễ chào cờ đầu năm và buổi họp báo của các liên đoàn hướng đạo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ. Quý vị nghĩ gì về việc Hội đồng hướng đạo Hoa Kỳ buộc giải thể Hội đồng Trung ương hướng đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ mà không đưa ra một lý do chính đáng? Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.